Xin chào anh em, đây là một chú khách của shop ở Bình Định nha. Chú ở Bình Định lên đến tận shop và chú mua một cây đàn mà chú cảm thấy cây đàn không vừa ý, cho nên chú muốn đổi một cây đàn tốt hơn, cây đàn vừa ý chú hơn, cho nên chú đến cửa hàng mình để xem đàn, chọn đàn và lựa cho mình một cây đàn vừa ý nha. Chú rất là vui vẻ, nhiệt tình mà rất là quý shop, cho nên chú đến lựa, lựa từ sáng đến giờ, chú đi từ sáng lên. Đó, sau khi chú lựa và tham khảo nhiều mẫu của shop thì cuối cùng chú cũng đã chọn được một cây Morris và shop cũng đổi cho chú vui vẻ thôi, vui vẻ. Đây là một chú khách ở Bình Định nha. Khách ở Bình Định, chú mua một cây đàn mà chú thấy không vừa ý. Chú mua một cây đàn đây nè, chú thấy không có vừa ý cho nên chú đi lên đến cửa hàng mình để chú đổi cây này, và bên mình đổi cho chú thì mình cũng thu về giá tốt cho chú thôi. Đường xa mà chú quý mến shop cho nên chú lên đến tận nơi chú đổi cái đàn này vừa ý về nè. Bây giờ mình chuẩn bị đặt xe cho chú đi về nha. Cảm ơn chú nhiều nha. Cảm ơn chú đã không ngại đường xa đến shop ủng hộ con. Cảm ơn chú nhiều. Chú thấy con là rất là sòng phẳng. Dạ. Chuyện mà mua bán chú thấy là có uy tín. Dạ. Nói cũng rất là thật, chú thấy không vừa ý thì chú lên chú đổi, còn vui vẻ sao chú đổi. Dạ, dạ vui vẻ đổi thì chú không có sao chú. Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Em bỏ bao cho chú. Để đặt xe cho chú về.